Mới đây, ngày 23 tháng 6, Công an xã E Cao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phối hợp với các cơ quan liên quan bắt giữ Nguyễn Công Việt, 50 tuổi, ngụ xã E Cao. Việt là nghi phạm gây ra vụ án giết người cách đây hơn 30 năm ở thành phố Hải Phòng. Theo hồ sơ, vào năm 1993, Nguyễn Công Việt, sinh năm 1974, ngụ thành phố Buôn Ma Thuột, khi đang sinh sống tại thành phố Hải Phòng đã có hành vi giết người. Việt có mâu thuẫn đánh nhau với một người tên Sơn dẫn đến người này tử vong. Sau đó, Việt lấy tài sản trên người nạn nhân rồi bỏ trốn. Căn cứ tài liệu chứng cứ, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Việt về tội giết người. Tuy nhiên, sau khi gây án, Việt đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, nên ngày 1 tháng 9 năm 1993, Công an thành phố Hải Phòng ra quyết định truy nã Việt. Để tránh sự truy bắt của cơ quan công an, Việt đã bỏ trốn vào địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột và sử dụng tên giả là Hoàng Văn Hải. Ngày 22 tháng 6, Công an xã E Cao đã phối hợp với Công an quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng và Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ Nguyễn Công Việt. Được biết, sau khi trốn truy nã, Nguyễn Công Việt dưới cái tên Hoàng Văn Hải đã lập gia đình và có 3 người con tại Đắk Lắk.